Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An sẽ cập nhật cho các bạn về giá cũng như là tất cả các phiên bản của phu trợ năm 2024. Thì như trước mắt các bạn đây là bên An đang có phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt luôn nha các bạn. Thì video này sẽ giới thiệu cho các bạn về giá xe cập nhật chờ tháng 4 nè, chương trình khuyến mãi trả góp nè, chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Và bên cạnh đó thì An sẽ chia sẻ lại cho các bạn mà chưa có thời gian tìm hiểu cũng như là chưa có nắm rõ về những cái thông tin cơ bản nhất của mẫu xe Future năm 2024, nó sẽ có những cái ưu điểm gì và những cái tính năng ra sao, thì các bạn cùng xem video với An ha. Trước khi vào nội dung đó, thì An xin phép được nhắc lại địa chỉ cửa hàng để mình có thể là ghé ngang cửa hàng xem xe trực tiếp nè, hoặc là mình đi đến cửa hàng mình mua xe nó nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thì cửa hàng của An là Honda Hồng Đức 10, nằm ngay chân chợ Chợ Quýt các bạn. Địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của An là 0364 909 432. Và có số điện thoại cá nhân của anh đang ở trên màn hình nữa nha các bạn. Các bạn có thể là điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo để An tư vấn cho các bạn. Thì điểm qua một số điểm sơ nét của mẫu xe Future này, với một cái thiết kế phối màu mới hoàn toàn của Honda Việt Nam, như cho ra mắt có một phiên bản màu xanh đen này các bạn. Thì thế hệ trước đó thì nó sẽ không có cái màu xanh này các bạn. Và đời năm 2024 thì phiên bản Future mới này đã cho ra mắt cái phiên bản màu xanh này, cực kỳ là hút mắt và rất là đẹp luôn các bạn. Bên cạnh đó thì với một số cái màu truyền thống vẫn được Honda Việt Nam giữ lại, như là màu xanh xám đen bản đặc biệt nè các bạn, phiên bản đen nhám và phiên bản đỏ đen. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có màu trắng đen nữa nha các bạn. Thì hiện tại thì bên An hàng đang nó về rất là đầy đủ cái phiên bản màu các bạn. Mình có thể ghé cửa hàng để mình lựa chọn cái phiên bản màu phù hợp cũng như là đời xe mình yêu thích nha các bạn. Thì một số điểm nổi bật của cái mẫu xe Future này là được Honda Việt Nam mình vẫn trang bị một cái khối động cơ là 125, phun xăng điện tử. Chúng ta sẽ có được cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu đó các bạn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là vượt trội luôn. Nó chỉ tốn có 1.47 lít trên 100 km thôi các bạn. Xe sẽ được trang bị phanh đĩa trước nha các bạn. Và hiện tại thì với một cái điểm nhấn đặc biệt là khi các bạn nhìn vô là mình sẽ biết ngay là phiên bản Future mới này, là đầu tiên là cái mặt nạ phía trước nha các bạn. Thì đối với bản cao cấp thì chúng ta sẽ có cái mặt nạ trước là màu đen bóng các bạn. Tất cả các bản màu như trắng đen, đỏ đen, xanh đen và phiên bản đặc biệt là màu xanh xám đen, thì cái mặt nạ trước nó là màu đen bóng nha các bạn. Mình nhìn vô là mình sẽ biết ngay phiên bản này mới. Thứ hai nữa là cách phối màu về cái phuộc trước, phuộc sau và cái lốc máy thì được Honda Việt Nam mình phối thành màu đen nhám hết nha các bạn. Nó sẽ là một số cái điểm khác biệt so với cái đời tiền nhiệm của nó trước đó các bạn. Và cái tay dắt cửa phía sau cũng được phối lên thành màu đen bóng rất là đẹp. Thì ghi ngang đánh giá về cái mẫu xe Future năm 2024, về cái cách phối màu của Honda thì vô cùng là đẹp nè, thời trang nè và rất là tinh tế luôn. Thì hiện tại thì bên An sẽ cập nhật về cái giá xe để cho các bạn mình nắm rõ nha. Thì giá xe hiện tại bên cửa hàng An đang có chương trình hỗ trợ phí đăng ký là 500.000 đồng, trừ trực tiếp trên giá trị xe nha các bạn. Mình sẽ được giảm 500.000 đồng trực tiếp, thì giá chỉ còn nhẹ dao động tùy phiên bản là 37.490.000 thôi nha các bạn. Giá chỉ dao động từ 37.490.000 thôi. Và chúng ta sẽ được mua với hình thức góp, lãi suất ưu đãi là 0.79, trả trước 20% giá trị xe nha các bạn. Mình chỉ cần trả trước 20% giá trị xe và được góp 0.79, nhận luôn cả mặt gốc nha các bạn. Thì cái gói lãi suất này hiện tại bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10, duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An đang hỗ trợ để cho các bạn mua xe với gói lãi suất cực kỳ ưu đãi và nhận luôn cả mặt gốc. Hiện tại chỉ có duy nhất cửa hàng bên An nó đang có chạy cái gói lãi suất này để hỗ trợ cho các bạn mua xe trả góp nha. Chính vì thế là mình hãy nhanh tay liên hệ với An để An tư vấn cho các bạn, cũng như là mình sẽ được hỗ trợ cái tối ưu nhất. Cái gói 0.79 này cái thủ tục rất đơn giản các bạn, mình chỉ cần em theo cái căn cước công dân và điện thoại là bên An có thể lên hồ sơ được rồi. Thì rất là nhanh chóng, thì tùy theo cái tín dụng của các bạn mà có thể là điện hoặc là không điện cho mình luôn nha các bạn. Nó tùy theo cái tín dụng của mình. Và sau đây thì An sẽ giới thiệu luôn cái chương trình mà các bạn rất là quan tâm, đó là chương trình thu xe cũ đổi xe mới. Thì hiện tại các bạn đang sử dụng những cái mẫu xe số như động cơ 110 nè, mẫu quay nè, hoặc xe Trung Quốc, hoặc là các bạn đang sử dụng những cái chiếc xe tay ra, những cái thế hệ trước đó nó không còn khả năng tiết kiệm nhiên liệu hoặc là cái chi phí sửa chữa nó cao quá, thì các bạn có thể là ghé cửa hàng của An để mình đổi qua một chiếc xe mới. Cái chương trình là thu cũ đổi mới các bạn, mình sẽ được giảm trực tiếp là 1.000.000 đồng trên giá trị xe mới khi mà các bạn đổi xe qua với hình thức tiền mặt, hoặc là các bạn đổi xe với hình thức thanh toán là mua trả góp lãi suất ưu đãi như các bạn. Còn nếu như các bạn đổi xe qua hình thức góp 0% lãi suất thì các bạn trả trước 30% và phản vay lại 20 triệu giúp An nha. Với hai điều kiện là mình sẽ có đổi xe cũ nè, thứ hai nữa là mình trả trước 30% vay là 20 triệu là các bạn sẽ được góp 0% lãi suất, thời hạn là 1 năm. Thời hạn là 1 năm nha các bạn.
Và song song với những cái chương trình mà An vừa chia sẻ cho các bạn đó, thì mình sẽ có những cái chương trình mà là thành viên của Hồng Hồng Đức 10 các bạn, giống như là mình đã từng mua xe rồi nè. À, mình sẽ có chương trình thẻ VIP được hỗ trợ giảm giá từ 200 ngàn cho đến 400 ngàn các bạn. Thì chương trình này sẽ hỗ trợ giảm giá cho các bạn trực tiếp trên giá trị xe, áp dụng chung hộ khẩu, chung gia đình của mình nha các bạn. Còn đối với chương trình phiếu chúc mừng sinh nhật các bạn, thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá là 500 ngàn đồng. Thì phiếu chúc mừng sinh nhật này sẽ không áp dụng phạm vi là trong gia đình nữa, mà là có thể là của bạn bè, của người thân cho các bạn. Thật vẫn còn thời hạn sử dụng thì mình sẽ được giảm trực tiếp là 500 ngàn trên giá trị xe mới nha các bạn. Đó là hai cái chương trình mà An sẽ hỗ trợ thêm cho những cái khách hàng đã từng là thành viên của Hồng Đức, đã từng mua xe tại hệ thống Hồng Đức 10 nha các bạn. Đó thì điểm qua một số sơ nét thì em thấy là chương trình khuyến mãi hiện tại đang cập nhật vào tháng 4 này cũng cực kỳ hấp dẫn, và đặc biệt đó là chương trình góp gói lãi suất ưu đãi 0.79 các bạn. Thì với rất là nhiều cái mốc góp khác nhau, như chẳng hạn như các bạn mà muốn mua xe future này trả trước 10%, chuẩn bị tầm 5 triệu thì em vẫn lên hồ sơ được nha các bạn, chứ không phải là bắt buộc là 20%. Nhưng mà cái gói 20% thì cái gói lãi suất ưu đãi là 0.79, còn nếu như các bạn mà trả trước 10% nè, hoặc là tùy theo cái tín dụng, nếu như các bạn có những cái tín dụng đã từng mua trả góp tốt có thể là không trả trước vẫn được nha các bạn. Đối với xe future này, nếu trường hợp mình có tín dụng tốt là mình sẽ có thể là không trả trước vẫn được luôn. Đó là cái tín dụng của cá nhân của mỗi người, nên là An sẽ hỗ trợ cái gói là 0.79 trả 20%. Còn như mình muốn không trả trước hoặc là 10% thì các bạn có thể là kết bạn Zalo với An. An sẽ check thử thông tin của mình, cái căn cước của mình có thể là lên không trả trước được hay không, thì sẽ báo lại với các bạn. Thì các bạn vừa chiêm ngưỡng một số cái phiên bản màu đặc biệt và màu cao cấp của mỗi xe future 2024 các bạn. Thì hiện tại bên cửa hàng An vẫn còn cái phiên bản future trắng đen 2023 cũng như là xanh xám đen 2023 các bạn. Thì đối với cái mẫu thiết kế của 2023 thì nó sẽ là trắng hết nguyên xe các bạn. Mặt nạ trắng nè, tai dắt bạc nè, phuộc trước và phuộc sau là màu bạc. Và bên cạnh đó thì phiên bản thể thao màu xanh xám 2023 nó cũng vậy nha các bạn. Thì nếu mà trường hợp như các bạn có yêu thích cái phiên bản năm 2023 thì Honda Việt Nam mình đã ngưng sản xuất rồi các bạn. Thì nó chỉ còn tồn lại số lượng rất là ít luôn. Nên là mình có thể yêu thích thì mình có thể là liên hệ để An giữ xe lại cũng như là hỗ trợ cho các bạn để mua được cái chiếc xe năm 2023 này nha các bạn. Máy móc thì nó sẽ không có sự thay đổi quá nhiều về cái mức tiết kiệm nhiên liệu đâu các bạn. Nên là mình có thể là vẫn sử dụng được cái loại phiên bản 2023 này cũng rất là đẹp luôn. Thì An xin nhắc lại cho các bạn ha, thì hiện tại giá xe nó chỉ dao động tùy theo phiên bản là 37.490.000 nè. Và các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình góp 0%, góp lãi suất ưu đãi là 0.79 nè, và chương trình thu cũ đổi mới được giảm trực tiếp 1 triệu đồng khi mà các bạn mua trả góp với hình thức lãi suất ưu đãi hoặc là mua mà hình thức tiền mặt. Còn nếu như các bạn mà mua góp 0% lãi suất thì mình sẽ được không được hỗ trợ giảm 1 triệu đó, nhưng mà bên cạnh thì mình sẽ được hưởng cái gói là không lãi suất luôn, thời hạn góp 12 tháng và vay là 20 triệu nha các bạn. Thì đó là một số cái chia sẻ của An và dành cho các bạn trong video ngày hôm nay, để mình đang quan tâm tới mẫu xe future năm 2024, cũng như là các bạn đang có dự định mua xe trong thời gian sắp tới thì xem được video này, các bạn có thể là nhắn cho An xin một lượt like, một lượt chia sẻ để cho bạn bè, người thân của mình đang có nhu cầu mình mua xe sẽ nhận được những cái ưu đãi tốt nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.